Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu và di chuyển lệch nhiều về phía đông. Trong đêm nay thì trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam, cường độ ở mức cấp 3. Trong sáng ngày mai thì quý vị cần lưu ý tới hiện tượng sương mù sẽ làm cho tầm nhìn xa tại đây bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Tuy nhiên, tình trạng sương mù này sẽ không kéo dài vì từ ngày 8 tháng 4 trở đi, vùng thấp ở phía Tây sẽ phát triển và mở rộng về phía Đông. Ở vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển hẳn sang hướng Nam và cường độ cũng sẽ mạnh lên mức cấp 4 cho đến cấp 5. Thậm chí vào khoảng trưa và chiều ngày 9 tháng 4, khi vùng thấp ở phía Tây phát triển và hút gió mạnh, nó sẽ làm gió Nam trên khu vực vịnh Bắc Bộ mạnh lên tới cấp 6 khiến cho biển động. Ở ngoài khơi, khu vực Bắc Biển Đông là cùng sẽ chịu tác động của vùng hoàn lưu áp thấp phía Tây phát triển về phía Đông, nhưng không mạnh như ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vì thế mà trong 2 cho đến 3 ngày tới, thì gió ở trên khu vực này cũng mang hướng Nam đến Đông Nam, nhưng cường độ chỉ ở mức cấp 4 đến cấp 5. Và với mức gió như vậy sẽ không xảy ra tình trạng biển động. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông trong 2 đến 3 ngày tới, gió cũng ổn định hướng Đông đến Đông Bắc và cường độ yếu. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và biến tính với đới gió đông nam ẩm. Vì thế mà hiện tượng sương mù vẫn còn xuất hiện khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Cũng lưu ý là từ ngày 8 tháng 4 trở đi thời tiết sẽ có sự chuyển biến. Cũng chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp ở phía Tây nhưng không mạnh. Vì thế mà trong đêm nay và ngày mai ở khu vực biển Trung Bộ, gió vẫn duy trì hướng Đông Nam nhưng cường độ yếu ở mức cấp 3. Trong những ngày tới thì dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, gió trên khu vực biển Trung Bộ và tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn sẽ chuyển sang gió Nam nhưng cường độ thì vẫn ở dưới cấp 4 và không có mưa dông. Như vậy có thể thấy thời tiết ở trên hầu khắp các khu vực biển Trung Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn tương đối là thuận lợi. Hầu như không chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, không khí lạnh thì suy yếu, vì thế mà thời tiết trên khu vực biển phía Đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bình Thuận ra đến Cà Mau, cũng như là thời tiết trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra huyện đảo Côn Đảo, gió sẽ có hướng Đông Bắc đến Đông và cường độ thì yếu dần. Đêm nay và ngày mai còn mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4, ngày 8 tháng 4 giảm còn cấp 3 và thậm chí còn có khả năng lặng gió, trong khi tầm nhìn xa thì thông thoáng trên 10 km, nên rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải cũng như là khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Ở khu vực biển Tây là vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang cũng như là trên tuyến hải trình từ Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang đến huyện đảo Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai cũng như là khoảng thời gian ít nhất đến giữa tuần tới. Tiếp tục là những ngày lạnh gió, mưa dông không xuất hiện, tầm nhìn xa luôn ở mức trên 10 km, sóng biển thấp dưới 1,25m, biển lặng. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho tất cả các hoạt động trên biển từ lưu thông hàng hải cũng như là khai thác ngư trường. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!